Tóc cứng khi mà nhuộm và tẩy thì nó có mềm ra hay không? Câu trả lời của mình là có nhá. Mình sẽ giải thích cho anh em biết tại sao nó lại mềm ra. Khi mà tóc chúng ta nó đang khỏe bình thường đúng không? Nó đang khỏe bình thường, nó là một cái khối chắc chắn như này, mịn màng như này. Đấy, không có một tổn thương gì cả. Đấy, thì cơ bản là tóc chúng ta rất là cứng đúng không? Đấy, nhất là đối với những bạn tóc dễ che thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó rất là cứng, thậm chí là đâm vào da nó còn chọc và như kim luôn ấy. Đấy thì khi mà chúng ta làm hóa chất không gì nhuộm và tẩy đâu, kể cả chúng ta uốn hay chúng ta duỗi, thì cái sợi tóc này nó đang khỏe như này nó sẽ bị tổn thương. Ví dụ như trên cái bề mặt của nó đang khỏe, đang bị thẳng như này, thẳng tắp như này, anh em nhìn chưa? Nhưng mà khi mà nó làm hóa chất ấy, làm hóa chất tùy ít hay nhiều, tùy cái mức độ cũng như là tay nghề thợ cũng như cái sản phẩm mình sử dụng, mà cái bề mặt của cái sợi tóc này này, đấy nó tổn thương ít hay nhiều, nó thì khi mà nó tổn thương ấy, nó sẽ không còn mịn như thế này nữa, mà nó sẽ sần sùi ra, nó sẽ sần sùi lên, nó như cái vảy cá vậy, nó sần sùi lên. Đấy, và cái cấu trúc của bên trong này, tức là giữa này này, nó sẽ bị lỏng lẻo đi. Ví dụ như cái cấu trúc của nó đang sắp xếp rất là gọn gàng đúng không? Nhưng mà khi chúng ta làm hóa chất thuốc nó vào, nó tác động vào cái cấu trúc của tóc. Đấy thì cái cấu trúc này của tóc nó sẽ bị lỏng lẻo đi ít nhiều. Tùy vào cái mức độ chúng ta làm nhiều hay làm ít hóa chất. Nếu chúng ta làm nhiều thì nó lỏng lẻo nhiều, mà chúng ta làm ít thì nó lỏng lẻo ít. Thì là cái cấu trúc này, cấu trúc nguyên vẹn của sợi tóc này nó không còn nguyên vẹn nữa. Mà nó không còn nguyên vẹn nữa thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là tóc nó sẽ mềm hơn. Đấy, và trong khi mà nhất là trong những dịch vụ ví dụ như là uốn tóc hay là duỗi tóc, đấy thì anh em hay có, nhất là những cái anh em làm tóc nữ, người ta hay có cái cụm từ gọi là mềm hóa, tức là làm mềm cái sợi tóc đấy đi, ý là như vậy. Người ta sẽ sử dụng thuốc, người ta bôi là làm mềm hóa cái tóc đấy đi, nó không bị cứng nữa. Đấy, và khi mà mềm hóa là như thế thì lúc này nó đã, cái cấu trúc nó đã lỏng lẻo rất là nhiều rồi, lúc này chúng ta có thể uốn hay nhuộm, uốn hay là duỗi hay là làm bất cứ theo cái hình dạng gì mà chúng ta muốn. Đấy thì trong nhuộm này dĩ nhiên là cái tác động nó sẽ không nhiều bằng cái việc chúng ta duỗi ép tóc hay là uốn tóc nhá, nó sẽ không nhiều bằng như thế, nhưng mà nó cũng sẽ có tác động phần nào đến cái bề mặt, nó sẽ làm cái bề mặt sần sùi và cái cấu trúc tóc nó cũng sẽ một phần nào đấy nó bị lỏng lẻo đi, mà khi làm như thế thì nó sẽ mềm ra. Đấy, ví dụ như là tóc anh em là tóc dễ che cứng, khi mà anh em nhuộm một lần thì cơ bản ở đây chúng ta sẽ mềm ra một chút, mà mềm ở đây nó sẽ có hai cái loại mềm để cho anh em phân biệt cho nó rõ nhé. Mềm chúng ta sờ vào thấy nó mềm, hay là chúng ta khi mà tóc chúng ta cứng, bình thường tóc chúng ta cứng đúng không, chúng ta tạo kiểu nó rất là khó, nhưng mà bây giờ thì chúng ta tạo kiểu nó dễ hơn. Đấy thì đó là cái loại mềm thứ hai. Cái mềm đầu tiên, nếu mà tóc chúng ta đang cứng và chúng ta chỉ nhuộm một lần hoặc là tẩy một lần thôi ấy, thì cái cứng này này khi mà chúng ta sờ vào ấy, nó sẽ mềm đi một chút thôi, nó không thay đổi quá nhiều, nó không thay đổi quá nhiều. Nhưng còn về vấn đề mềm tạo kiểu ấy thì nó sẽ nhiều nhé. Lúc này khi mà tóc chúng ta đang cứng rất là khó để mà vừa sấy tạo kiểu đúng không, hoặc là sấy một lúc thôi là nó duỗi thẳng hết rồi, bởi vì nó cứng quá. Đấy thì khi mà chúng ta tẩy hay nhuộm một lần vào thì chúng ta sấy tạo kiểu thì nó sẽ giữ form, cũng như là xì một chút vào thôi là nó đã ra cái lớp tạo kiểu của chúng ta rồi. Anh em có thể đi nhuộm hoặc một cái màu gì đấy tùy anh em, hoặc là anh em có thể tẩy. Nhưng mà cái mềm ở đây ấy, nó không phải là kiểu mà tóc anh em đang cứng mà tự dưng anh em đi tẩy đi nhuộm mà nó mềm như bún rồi nhá. Nếu mà nó mềm ra như bún thì có lẽ là anh em phải tẩy 2-3 lần thì nó mới mềm ra như bún được, nhưng mà như thế thì tóc mình nó nát mất rồi. Chính vì thế mà đối với bạn tóc cứng mà thích nó mềm hơn một chút, dễ tạo kiểu hơn một tí, thì anh em chỉ cần đi nhuộm hoặc đi tẩy một lần cũng khá là ok rồi nhá. Đấy, hoặc là anh em đi uốn hoặc là đi duỗi gì đấy trong trường hợp tóc anh em xoăn. Đấy thì tóc của anh em nó cũng mềm hơn một chút nhá. Cảm ơn anh em. Dĩ nhiên là nó không thể nào mà từ tóc cứng mà chuyển thành tóc tơ mảnh nhá. Anh em thì hiểu rõ cái vấn đề này.